Lấy dụng buổi sáng không? Thở. Ngày 2 tháng 8 2023, xin trân trọng giới thiệu chị Lê Kim Quý, trưởng phòng dịch vụ. Xin trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Kim Nhớ, trưởng phòng kinh doanh và chấp hành công đoàn. Xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Văn Tân, phó phòng dịch vụ. Về phía bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, hiện xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Xuân Mai, phó chủ tịch công đoàn. Nguyễn Trọng Tường. Bác sĩ Mai, bác sĩ Tường. Quan Sơ Vích Si được rất là vinh dự được đồng hành cùng bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long đến đây cả một thời gian cũng khá là dài, và trong khoảng thời gian đó thì đại diện hai bên cũng đã có một trao đổi làm việc tại bệnh viện trong phòng họp, nhưng chưa có khi nào được gặp nhau trên sân cỏ, và đây là lần đầu tiên. Và với một cái mong muốn giao lưu học hỏi với tinh thần là rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, và một lý do vô cùng đặc biệt nữa là tháng 8 này là đánh dấu Time Service vinh dự được đồng hành cùng bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long tròn 5 năm với anh chị. 27 tháng 8 năm 2018, 27 tháng 8 2023, tròn 5 tuổi. Và đó cũng là lý do của giải bóng đá giao hữu giữa Time Service và bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long ngày hôm nay. Đại diện ban lãnh đạo của bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long cùng tất cả các nhân công tác tại bệnh viện luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi. Kính chúc cho trận bóng đá ngày hôm nay các cầu thủ thực sự rất là sung sức và có một trận cầu mãn nhãn. Xin cảm ơn. Dạ, em xin đại diện bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long xin gửi lời chào đến chị Thúy, các anh chị trong ban lãnh đạo của bệnh viện nhằm góp phần cho chào mừng kỷ niệm 5 năm bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long đi vào hoạt động. Thì em cũng rất là cảm ơn công ty Time Service đã đồng hành và hợp tác với bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long trong suốt thời gian vừa qua, và cũng tạo điều kiện thuận lợi không ngại đường xá xa xôi để cử các anh chị tham gia cái trận giao lưu bóng đá với bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long. Với phương châm là chơi hết sức, làm hết mình, thì mong muốn là các bạn có một trận đấu hết sức là với tinh thần thể thao, chơi có những bàn thắng đẹp và những cái pha bóng hay để cho các cổ động viên được thưởng thức. Và cuối lời thì em cũng xin chúc cho sức khỏe cho công ty Time Service, và chúc cho hai công ty của mình là tình đoàn kết ngày càng bền chặt, chúc cho trận đấu thành công tốt đẹp. Chị Thúy đi từ từ. Đúng rồi. Chị Thúy cầm luôn, chị Thúy đúng rồi. Lấy cái cao đây nha. Rồi. Ê, quay phim cái bắt đầu. Quay cam rồi. Tắt rồi. Rồi dạ, hay quá. Rồi. Ok. Rồi quay cái đất luôn kìa rồi. Sao vậy? Chúc hai đội bóng mình giao lưu vui vẻ, tinh thần vui vẻ, hợp tác. Chạy qua đây bắt chạy.
Dạ dạ. Thank you.
Dạ con. Hay quá. Em đưa. Vô. Bye. Bóp lắm, sống này gặp chua. Xanh khi dễ vậy, xanh khi dễ vậy. Rồi. Chuẩn bị đi. Cảm ơn trọng tài.